Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tôi Tôn Linh Việt Nam. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái bài speed test tại một cái diện tích nó rộng hơn so với những bài test khác trên các thiết bị Wi-Fi như là router Wi-Fi Tôi Tôn Linh A720R, router Wi-Fi mang tần kép ha. Thì cái thiết bị này trước đây mình đã test rất là nhiều lần rồi, và đây là cái vị trí đặt con A720R đang nối đến con modem chính bằng một cáp mạng LAN. Thiết bị đang chạy chế độ là router mode ha. Mình cũng xin nói sơ qua một chút về cái căn hộ này. Căn hộ này sẽ có diện tích là 112m², tức là ngang 8, dài 14 và có tổng cộng là 3 tầng lầu. Một chút nữa mình sẽ speed test từng điểm để các bạn có thể xem được là cái căn hộ này nó rộng như thế nào ha. Rồi, bây giờ trước mắt mình sẽ speed test ngay tại vị trí gắn con A720R này luôn. Đây, hiện tại là cái điện thoại này của mình đang kết nối vào cái wifi lầu trệt 5G. Đây là cái sóng 5G của con A720R các bạn ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ speed test. Mình cũng xin nói qua một chút là cái căn hộ này đang, cái ngôi nhà này đang sử dụng đường truyền internet của Viettel, có cước là tầm khoảng 90m nha. Đó, các bạn có thể thấy không, cái gì tốc độ nó rất là ổn định. Đây là ngay cái vị trí đặt con A720R của chúng ta luôn. Nó có thể đạt đến khoảng 94.2 Mbps trên giây ở download, và upload chúng ta được 94.1 Mbps trên giây. Rồi, bây giờ mình sẽ ra cái vị trí bên ngoài ha, bên ngoài cái cũng cái trong tầng này luôn để mình test tiếp ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đứng ngay tại vị trí ngay trên cầu thang để mình test tiếp cho các bạn xem nha. Đối với những vị trí nó hơi xa hoặc là nó có vật cản như vậy á, thì khuyến nghị là các bạn nên speed test nhiều lần nha, để có được một cái kết quả nó chính xác nhất. Thì ở đây một chút nữa mình sẽ speed test lại thêm một lần nữa. Hiện tại thì mạng nó vẫn chưa có ổn định lắm á, một chút nữa mình sẽ speed test thêm một lần nữa nha. Mình thấy có vẻ là mạng nó đang ổn định dần trở lại nè. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ speed test thêm một lần nữa nha. Ở một cái vị trí bên ngoài mà nó khuất cái con A720R á, thì do là nó có nhiều vật cản cũng như là tường của căn nhà này cũng khá là dày, cho nên là cái hiệu năng nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Ở dưới đây có một cái tầng lửng nữa, thì mình sẽ đi xuống dưới cái tầng lửng này các bạn ha. Rồi, rồi, đây là cái tầng lửng của căn hộ của chúng ta. Và bây giờ mình cũng sẽ lại speed test một lần nữa. Rồi, ok. Thì như lúc nãy cameraman có clear máy sơ qua, từ trên xuống là các bạn có thể hình dung ra được là cái kết cấu của cái ngôi nhà này nó rất là vững chắc. Tức là cái tường nó rất là dày nha. Mà cái con A720R hiện tại đó các bạn thấy không, cái chênh lệch khi mà mình di chuyển từ phía trên cho đến xuống, tức là cái khả năng xuyên tường của nó đó, nó rất là ổn định, cho nên cái chênh lệch nó không quá lớn nha các bạn ha. Đó, như vậy là upload chúng ta được 83.6 Mbps trên giây nè. Bây giờ mình sẽ speed test lại thêm một lần nữa nha. Thì đối với những căn hộ như thế này á, thì nó cũng tương đối là nó hơi là, thứ nhất là kết cấu nó vững chắc nè, thứ hai là nó có nhiều vật cản. Thì với con A720R cho đến bây giờ hiện tại mình đang cảm thấy là nó vẫn đang kết nối vẫn rất là ổn định nha, ở tần số là 5G nha. Rồi, nó cũng có hơi bị suy hao một chút xíu rồi đó. Bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp xuống dưới tầng trệt. Tầng trệt dưới đây sẽ mình sẽ test thử coi, nếu mình xuống tầng trệt đó, tức là mình đang cắt cái con A720R này là một cái tầng lầu này nè, rồi thêm một cái tầng lầu bên dưới nữa, tức là cách tầm khoảng 2 tầng lầu, thì cái khoảng cách nó cũng xa. Thì mình thử xem là cái con A720R này cái thể hiện của nó như thế nào nha. Rồi, ok. Rồi, hiện tại là mình đang đứng dưới chân cầu thang ở dưới tầng trệt nha.
mình sẽ test một cái vị trí ở này trước, rồi một chút xíu nữa mình sẽ ra bên ngoài đầu nhà mình test nha. Rồi ok. Đó các bạn có thể thấy không, là tuy xuống đây tức là chúng ta đã cách qua 2 tầng rồi, tức là cái độ siêu hao nó cũng tương đối lớn rồi đó, nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn đang speed test được là 29, 28 megabit trên giây. Đó, chứng tỏ là cái khả năng xuyên tường của con A720R này hiện tại nó đang vẫn rất là ổn định trên một cái diện tích nhà căn hộ mà có cái kết cấu nó dày như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ speed test lại thêm một lần nữa nha. Thì rõ ràng là ở cái tầm phân khúc của con A720R này á, tuy là nó chỉ là một router Wi-Fi mini phổ thông mà thôi, nhưng mà cái khả năng xuyên tường của nó cũng như là cái hiệu năng của con chip CPU nó mang lại á, nó vẫn rất là ổn định nha. Tuy là bị suy hao rất là lớn nhưng mà các bạn có thể thấy là tín hiệu mạng nó đang vẫn tương đối ổn định. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra một cái vị trí nó xa hơn nữa, gần như là xa nhất rồi, đó là ở bên ngoài, ở ngay phía đầu của phòng khách luôn ha. Rồi ok. Rồi, giờ mình sẽ đứng đây mình test luôn nha. Đó, các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta di chuyển ra phía gần đầu thì cái sự suy hao của con A720R hiện tại là nó đang tương đối là lớn rồi đó, nó rất là lớn luôn rồi đó. Nhưng mà chúng ta vẫn đo được là cái download nó đang được là 19.8 megabit trên giây nha. Còn upload thì chúng ta sẽ được là 18.3 megabit trên giây. Rồi mình sẽ speed test lại thêm một lần nữa nha. Rồi, download chúng ta được 22.6 megabit trên giây. Và upload chúng ta được 25.4 megabit trên giây. Đó các bạn thấy không? Cái hiệu năng của nó đang rất là ổn định. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục một cái bài test nữa, đó là xem livestream. Mình sẽ xem livestream trên YouTube luôn nha. Này mình sẽ chọn một cái livestream game đi. Và mình sẽ di chuyển hết khắp xung quanh cái căn nhà này để xem thử xem là cái con A720R nó có bị giật lắc hay không nha. Rồi mình sẽ chọn một cái video livestream game nào đó nó đang trực tiếp. Đây, rồi ok. Rồi, mình sẽ bằng nhỏ âm thanh xuống một chút xíu nha. Rồi, bỏ qua cái quảng cáo này. Rồi ok, mình sẽ tắt mấy cái bình luận này nha. Đó, bây giờ cameraman sẽ di chuyển phía sau mình để mà mình sẽ đi lần lượt từ phòng khách lên phòng tầng lửng và lên lại cái chỗ của A720R để xem thử coi là nó có bị giật lắc hay không nha. Rồi ok. Cho đến thời điểm này thì mình thấy là tín hiệu nó vẫn đang ổn định nha các bạn. Ok, bây giờ mình đi thẳng xuống dưới phòng bếp luôn nha. Để mình thử xem. Đó, tín hiệu vẫn đang ổn định nha các bạn. Rồi mình đi xuống sâu hơn một chút xíu nữa nha. Thì rõ ràng là cái hiệu năng của con A720R này nó đang đáp ứng rất là tốt luôn. Tại vì như mình nói lúc nãy, căn hộ này, cái ngôi nhà này có diện tích rất là rộng, 112m2, mà nó đến 3 tầng lầu lận. Nhưng mà hiện tại là con A720R của mình nó đang có một cái hiệu năng, chip CPU nó xử lý rất là tốt, cho nên hiện tại cái video livestream chúng ta vẫn đang mượt mà ổn định. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Mình sẽ chỉnh lại cái hiệu năng đó. Cái hiệu năng của nó hiện tại cái video này đang chất lượng là 1080p, tức là Full HD luôn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ di chuyển lên lầu nha.
Tức là với một cái thiết bị A720R như thế này á, thì mình có thể, chúng ta có thể sử dụng được trong một cái diện tích rộng. Thứ nhất, thứ hai là nó sẽ đáp ứng đầy đủ cho chúng ta những cái nhu cầu từ cơ bản cho đến nâng cao, những nhu cầu từ băng thông nhỏ cho đến băng thông, những cái ứng dụng tác vụ mà cần nhiều băng thông như là xem livestream như thế này ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi lên lầu nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên phòng bên đây nha. Đó. Đó, các bạn có thể thấy không? Cái video livestream của chúng ta vẫn đang rất là ổn định luôn, không bị tình trạng giật lag. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp lên lầu phía trên ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên cái phòng mà nơi đặt cái con A720R luôn nha. Nếu mà chúng ta di chuyển lên tới đây á, thì chắc chắn là cái tín hiệu nó sẽ rất là ổn định rồi, do nó đang gần con router chính của chúng ta nha. Rồi ok, mình vào phòng luôn. Đó, các bạn có thể thấy là cái video chúng ta vẫn đang ổn định nha, không bị tình trạng giật lag luôn, không bị ngắt ngang giữa chừng. Như vậy là mình vừa mới gửi đến các bạn những cái bài test cũng như là trải nghiệm livestream, xem những cái video livestream trên YouTube đối với con Totolin A720R trong một môi trường nhà ở là tương đối rộng, ngang 8 và 14m và có tổng cộng là 3 lầu. À, một cái diện tích rất là rộng nha. Thì rõ ràng là cái con A720R này nó sẽ đáp ứng đầy đủ cho những môi trường có những cái diện tích tương tự giống như là căn hộ ngôi nhà này. Rồi, nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ, đồng thời nhấn nút đăng ký kênh cũng như nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh Totolin Việt Nam bên mình ra những video mới ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.